Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của Trang, chuyên mục Trồng Lan ở Mỹ. Thì hôm nay Trang có order một cái đơn hàng ở vườn Orchids by Hausman. Thì cái link của website của vườn Trang có để ở phần mô tả. Nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể vào đó để mua nha. Thì đây là cái đơn hàng đầu tiên mà Trang order từ cái vườn này. Và chúng ta hãy cùng xem nha. Thì người ta gói cũng rất là kỹ nè. Người ta bỏ trên thùng một lớp báo. Tiếp theo là mỗi cây thì người ta sẽ gói một gói riêng. Mỗi vườn thì người ta sẽ có một cách gói riêng. Và cây này thì cây đầu tiên là cây lan dừa. Trang thích cây lan dừa bởi vì cái loại này nó cũng thơm, nhưng mà Trang mua cây màu vàng. Cây lan dừa có hai màu, một màu là màu đỏ và một màu vàng. Thì hôm nay Trang mua cây màu vàng trước. Và đây là cái tên này các bạn. Đây, cái tên đây là cái tên tiếng Anh nè. Thì tiếp theo thì Trang, tại vì Trang order 5 cây, vậy là Trang biết là cây này cây hồ điệp rồi. Đúng rồi, đây là cây hồ điệp Galina. Tại vì ở đây người ta mô tả là chỉ là seedling thôi, là cây con á. Cho nên cây này có 4 lá, nhưng mà rễ thì bị héo hết rồi. Nhưng lá vẫn còn rất là xanh tươi. Cái này mình có thể ngâm B1 để kết rễ, không sao. Cái tiếp theo là cái thứ ba. Cái này cũng hồ điệp luôn. Cái này là hồ điệp Samira, nhưng với Samira. Cái này thì đang nghe cũng rất là thơm. Cho nên Trang thích cái này cũng là seedling luôn. Cái này cũng có 4 lá và rễ thì cũng bị héo rồi. Cây thứ tư thì đây là một cây giáng hương. Nhìn vô dài dài này là Trang biết cây giáng hương rồi. Tại hôm bữa chị bạn cũng có quay cho mình xem. Ồ, cái này rất là tốt nha. Nhìn mở ra, nhìn người ta gói cũng rất là kỹ nè. Và ồ, cây rất là dài nha. Rất là dài luôn. Ôi, rất là dài luôn nha. Và có rất hơi bị tốt luôn. Cây này cũng có một cuồng hoa nè. Cưng chưa? Đúng. Cái ngọn hoa nó có cái mực đó, cho nên là giấy nó dính vô. Đây là cái tên này. Và cái rễ rất là ok nha các bạn. Tiếp theo là cây cuối cùng. Cây cuối cùng đủ các bạn biết là cái gì. Mình thích, các bạn biết là mình thích panda đúng không? Thì Vanda đúng là một cái cây, đây là cái cây ngọc điểm đai trâu. Thì mình hay gọi là trâu, cái trâu á. Cái cây này thì là màu rất là đẹp luôn. Và trong cái chậu 6 inch mà 37.9 đồng. Cho nên là rất là ok, lá rất là to. Ôi, rất là nhiều lá luôn. Và cây rất là khỏe nha. Cây rất là khỏe luôn, rễ ok. Tóm lại là cây này quá trời đã luôn. Và đây là 5 cây mình mua. Quá trời đẹp, cây gọi là quá ok. Trang thấy cây mùa vườn này rất là đẹp, rất là quá ok luôn. Nhân tiện đây thì Trang sẽ thay chậu luôn nha. Vì cái rễ của cái kia hồ điệp này nó bị chết hết rồi. Thì mình sẽ lấy ra và cắt những cái rễ khô. Tại vì có thể là người ta để khô, người ta ship á. Không thôi là khi mà để ướt ship là nó bị hư cây. Thì bây giờ cái rễ nó rất là khô luôn. Và có mấy cây nó héo rồi nè. Bây giờ mình sẽ phải cắt những cái rễ khô này đi. Mình cắt rễ khô xong rồi mình mới thay chậu này. Chứ mình mà không có thay thì là cây nó sẽ bị chết nè. Mình bây giờ mình cắt xong đó, mình sẽ thay chậu và mình ngâm B1 nha. Thì các bạn cùng mình thay nha. Những cái rễ, tại vì cây nó rất là nhỏ mà, cho nên là cái rễ nào mà nó bị chết thiệt là nhiều thì mình mới cắt, còn cây nào mà thấy vẫn còn xanh xanh thì mình sẽ không có cắt. Gì vì tùy vào từng cây, có cây thì rễ nhiều mình có thể cắt thoải mái, nhưng mà cây này ít rễ quá cho nên là mình chỉ cắt những cái rễ nào mà thiệt chết thôi, còn cái nào mà hơi héo héo thì mình vẫn giữ lại nè. Như cây này thì mình cắt được có chút siêu thôi.
Vì hai cây còn nhỏ cho nên là mình sẽ dùng ly thôi. Rồi mình sẽ bỏ một ít đất nung phía dưới. Tiếp theo mình sẽ cho một lớp giá thể tổng hợp. Thì giá thể tổng hợp này Trang đã có cái list ở trong cái phần mô tả rồi, các bạn nếu muốn thì mua nha. Hoặc là ở Home Depot người ta cũng có bán. Rồi thì mình sẽ cho cây cố định lên. Vì là cái giá thể cũ ở cái vườn này vẫn còn rất là mới, cho nên mình sẽ dùng lại giá thể cũ này luôn. Bình thường thì sau khi thay chậu xong 24 giờ, Trang mới ngâm B1. Nhưng mà đối với hai em này thì thấy rễ đã khô rồi, mình mà để 24 giờ nữa thì cây sẽ bị chết. Cho nên sau khi thay chậu xong thì Trang sẽ pha 1 ml B1 với là 1 lít nước, rồi và mình ngâm trong vòng 1 giờ đồng hồ nha. Bình thường có thể ngâm 30 phút nhưng mà cái cây này thì mình ngâm 1 giờ đồng hồ để chống sốc và kích rễ. Thì cây thứ hai thì mình cũng làm tương tự. Trong cái video sau Trang sẽ làm một cái review về những cái em hồ điệp này sau một thời gian nha các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem trong video sau nha. Các bạn cũng có thể dùng mousse để trồng những cái em lan sardine này nha. Nhưng mà sau một thời gian thì các bạn lại phải thay chậu. Bởi vì là mousse lâu ngày quá thì sẽ làm cho cái rễ nó bị thúi và cây lan của mình sẽ bị chết. Cho nên mình trồng vỏ thông luôn. Bây giờ em lan dừa này thì cái chậu nó cũng rất là nhỏ, cho nên mình muốn thay vào cái chậu lớn hơn. Cái cây nó bám ở dưới rất là cứng luôn các bạn, cho nên là phải gỡ nó mới ra. Thì rễ này các bạn nhìn thấy là rễ rất là chặt luôn, và nhìn thì nó bóp bóp thì thấy là rễ nó vẫn còn sống nha. Cho nên mình vẫn để nguyên không có động gì hết, mình chỉ lấy những cái moss nó bị cũ quá phía trên thôi. Với em này thì mình cũng dùng cái hộp đựng thức ăn to hơn một xíu, rồi đục lỗ xung quanh, cũng cho sợi dây tự hút nước. Cái này là Trang ở Nam Cali cho nên là có thể trồng được cây lan dừa này được bên ngoài nha. Tại vì cây lan dừa này có thể chịu được lạnh nè, và có thể từ 40 đến 50 độ F thì cũng không sao hết. Đầu tiên thì mình cũng cho vỏ đất nung xuống dưới đáy. Tiếp theo thì mình dùng giá thể tổng hợp đối với cái cây này nha. Ngoài ra thì cho thêm một ít đá xốp perlite và vỏ trứng gà vào nữa. Mình bỏ giá thể vào thì mình nhấn xuống, mình vỗ vỗ cho nó chặt các giá thể để cho sau này rễ nó phát triển khỏe nha. Mình sẽ bỏ những hạt đá này lên bề mặt lan nha. Nó có tác dụng thứ nhất là giúp cây giữ ẩm tốt, thứ hai là làm đẹp, thứ ba là mình có tác dụng giữ những cái giá thể ở bên dưới khi mà mình xả muối. Thì lúc trước Trang không có xài đá này, thì mỗi lần mà mình xả muối thì những cái giá thể này nó nổi lên và cái lan của mình nó khô, nó cũng nổi lên theo, thì nó không có giữ chặt được cái cây. Cho nên Trang dùng cái đá này nó rất là thuận tiện luôn. Cuối cùng là đến em trâu này, thì các bạn có thể thấy là cây này thì người ta đang trồng trong vỏ thông, thì Trang thấy vỏ thông vẫn còn mới cho nên là mình chỉ thêm giá thể mới vào thôi. Trang cũng bỏ cái giá thể tổng hợp này vào. Nếu mà cái cây trâu này mà người ta trồng ở trong mốt á, thì Trang sẽ phải lôi ra hết bởi vì lâu ngày nó sẽ bị thối. Nhưng với cây này thì quá ok, rễ ok, cho nên là mình chỉ thêm vào thôi, không có cần phải thay chậu nữa. Với giá thể em trâu này á, thì Trang cho thêm một ít vỏ trứng gà nha, với là perlite. Mình trộn lại rồi mình bỏ vô. Tại vì cái vanda này nó cũng thấy Trang thấy rất là thích, nó thích cái trứng gà này này khi mình bỏ lên này. Thì đây là những cái cây mà Trang đã vừa review xong và thay chậu xong. Thì cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của Trang nha. Nếu thích thì đăng ký kênh và like giúp Trang. Và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye!